Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Hello. Hi. Hi, Tâm, Tâm 1997 phải không? Oh yeah, em chào thầy. Yes, hi. Oh my god, so surprised. Ủa? Ủa? Gọi trạch người rồi hả? Ủa? Thầy định gọi cho ai? Có một bạn tên là Tâm nữa ở trong room đang nói chuyện. I'm sorry. No, no, it's fine, it's fine. Lộn người mà người này cũng biết mình luôn nữa. Yeah, yeah, hồi xưa cách đây 10 năm là em có học. What? 10 năm rồi hả? Yeah. What? It's 10 years. 10 years. Oh my god. Wow. Back then, like, the whole MPL talk, like 2009, 2010. Yeah. Yeah, wow. So, chính giờ thì sức là em mới nói tiếng Anh tốt được như bây giờ. Really? Oh my god. Này. Yeah. Oh my god. 10 năm mình cũng vẫn ế vợ cũng còn tóc dạy học thôi. Ủa vậy hả thầy? Thầy vẫn còn dạy hả? Yes. Buồn ghê luôn á. Làm cho mình Sao buồn rồi ghê nha? luôn á. Nè, actually, mấy năm nay mình có Việt Nam, mình dạy học bên Việt Nam á. Yeah. Mà mình mới trở qua xong rồi mình dạy học trên Pow Talk với mấy bạn luôn. Cái xong với một bạn trong room tên là Tâm. Cái kêu mình gọi cái mình tên Tâm, cái gọi gặp cái Tâm này, hai hai bạn tên Tâm khác nhau luôn. So that's why. Yes. Oh my god, 10 năm rồi. Wait, where are you? Where do you live right now? Now? Yeah. Australia. Australia. Oh my god. Do you live there or you work there? Work there and live as well. Wow, live and work Australia. How many? Em có ở Mỹ một thời gian, xong rồi xong em quyết định là qua Úc. Ủa? I see, ở Mỹ xong rồi chán Mỹ qua Úc phải không? Thử đi lung tung đi Canada and then Ủa dạ, có Australia. wow, đi Canada nữa. Yeah. Oh It's too wow. cold. That's right. Ủa, ở Úc thành phố gì vậy? Em ở Brisbane. Brisbane, à, mình biết, mình biết rồi đó, mình Yeah. có người bạn đó. Oh, Em qua wow. đây họ cứ hỏi là Are you American? yeah, say yes liền đi, yes. Yes. Yes, I am. I am. Yeah. Alright, nguyên gia đình ở đó hay là Tâm chỉ cần qua đó mình thôi? Em ở đây một mình. Một mình hả? Rồi có gia đình Yeah, chưa? Gia đình thì vẫn ở US, vẫn ở Chicago. Rồi có wife chưa? Dạ. Có wife Quay lại chưa? không ạ? Có vợ chưa? Wife, about to. About to. Just got engaged. Buồn ghê luôn á, mình tuổi thân ghê luôn á. Mấy mấy bạn gì vượt qua ào ào hết rồi. What really? Ôi, vậy mà mốt mình thầy vẫn là vẫn chưa chưa có lấy ai hả? Chứ cái nha. Nỗi đau Thầy của có mình. so surprised. So surprised. Me too, I'm surprised too. Oh my god. Yeah. Okay, wow. Không có ngờ. Thầy chắc không nhớ đâu nhưng mà nói chung là từ cái hồi đó học đến giờ mà em mà ai cứ hỏi là tại sao tiếng Anh tốt như vậy đó là đều nói là học từ thầy Siết ở Wow, really? Oh my god. Well, thank you. Yeah. Ủa xem bây giờ Siết vẫn còn dạy trên đó hả? Yeah, mình cũng vậy. Actually, khoảng một năm nay, cái xong cái hôm kia mình về Việt Nam, cái có một cái trường đại học họ muốn hợp tác với mình, họ dạy học tiếng Anh. Cái mình dạy học ở trường đại học đó luôn. Cái mình đi đi về về, năm rồi mình đi Việt Nam 3 lần. Thì năm nay cũng định làm vậy. And trong giữa mà cái những tháng mà ở Mỹ thì lên Pow Talk sàm với các bạn, giúp các bạn học tiếng Anh luôn. Yeah, rồi mình làm video ở trên YouTube á. Em có coi, em Ồ, có có coi coi hả? đó. Okay. Yeah. My God. Wow. Chắc tại là vì thầy xích đi nhiều quá nên là không có quen ai được á. Thì bởi vậy hay là đẹp trai quá rồi người ta nghĩ rằng mình
mình cũng có nhiều người đang chờ đợi hay sao. Ờ, chắc đẹp trai quá nên là người ta nghĩ có vợ rồi. Oh man. Yeah, rất bất ngờ. Ok, thôi bây giờ mình trở lại Empower Top, mình giúp các bạn, mấy bạn đang chờ. Oh, Ok. nice to meet you again, Oh, nice to talk to you. Really Tom. Yes. nice. Yeah, thank you so much, Thank you. See All ya. right, okay, yep, see you. Good day. Bye. Bye. Oh my God, gặp người người tâm khác. Oh my God. Oh, 10 năm rồi, 10 years. Actually, it's kind of nice though. I mean, mai mốt trong tương lai những bạn trẻ mai mốt các bạn lớn lên xong rồi ngồi nhìn ra nhớ một ngày nào đó có anh chàng đẹp trai trên Pal Talk ấy vợ mà rất đẹp trai giúp các bạn học tiếng Anh phải không? Yeah. Buồn ghê luôn á. Hi thì chuẩn bị kết hôn rồi, mình thì cũng vậy hả? Unbelievable. Sơi, chúc sức luôn các bạn đẹp trai giúp được nhiều. Thank you. That's weird. Ok, alright, well, ok. Vậy là không phải cái nick đó rẻ tâm. What are the nick? Ok. Có cái nick nào nữa không Tâm? Có nick nào mình gọi nhầm nó không vậy? Hả? giúp được một cái thế hệ. Really? Có Tâm Nguyễn hả? Nó no, hồi nãy mình Tâm Nguyễn đó. Mất công gọi thêm nữa, thêm bực nữa. Khổ ghê. 10 năm hả? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra ha? 10 năm. Mà mình vẫn như vậy. Ok. Một thập kỷ. Gặp lại sức gọi là si tổ. Cảm thấy mình già. No, không có già. Cảm thấy thời gian trôi qua mau. Actually, chắc Tâm gọn được đó. Tâm phải tìm cái nick của Tâm á, mới được luôn. Vô cái setting của hay là ở setting ở Skype hay gì đó. Ok. Ok, bạn kế Victoria gọi setting xong rồi nếu có gì trả lời Tâm.